Dạ, thiết bị tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân thở khi đã được mở khí quản. Thì em xin giới thiệu đến mọi người, đây là một cái mũi giả hay là mũi nhân tạo để giúp trong khi bệnh nhân mở khí quản thở yếu thì mình có thể sử dụng cái này để mình hỗ trợ bệnh nhân thở tốt hơn. Thì cái này mũi nhân tạo này á thì nó có chức năng là làm ẩm không khí khi mà đưa vào bên trong cơ thể người, giống như là mình đang thở bằng mũi thiệt vậy. Thì để sử dụng cái mũi này á thì mình sẽ là kết nối cái đầu ống của cái mở khí quản này nè, thì mình sẽ kết nối với cái mũi giả nhân tạo này. Thì cái mũi này á thì nó đa chức năng, có nghĩa là khi mà mình thở thì cái không khí từ bên ngoài trong á thì nó sẽ có bụi hoặc là vi khuẩn gì đó thì nó sẽ qua cái màng lọc này, thì nó sẽ cản lại ngay từ cái màng lọc này. Còn trường hợp khi bệnh nhân mà thở yếu á, mình muốn bệnh nhân mà thở qua máy luôn á thì mình sẽ thở qua cổng bên đây. Thì cái cổng này thì nó sẽ kết nối trực tiếp từ dây, mình sẽ nối sợi dây oxy vô đây và mình sẽ nối trực tiếp qua máy. Thì một cái trường hợp mà bệnh nhân cần hút dịch á thì cái lỗ trên này á thì nó sẽ giúp bệnh nhân hút dịch. Em ví dụ này là cái sợi dây hút dịch ha, thì mình sẽ cắm thẳng vô cái lỗ này thì nó sẽ đi xuống cái phế quản bệnh nhân á, thì mình sẽ bắt đầu là hút dịch lên, mình sẽ thể hút trực tiếp qua cái mũi giả này luôn. Thì sau đây em đã giới thiệu đến mọi người cái chức năng của mũi giả, mũi nhân tạo, và em cảm ơn mọi người đã xem clip.